Dạ em chào cả nhà mình ha. Như vậy là con máy cài Shibura SD4000 cũng đã tìm được về bên chủ mới rồi cả nhà mình ơi. Anh chủ mới thì đang chạy test thử con xe hàng cả nhà mình ha. Em nói vừa mới về luôn, vừa mới xuống xe luôn, chưa kịp lên hình luôn cả nhà, chưa kịp lên sóng video luôn. Thì được anh trai xuống xem xe nha. Cũng chưa rõ là anh trai xuống bãi nông cơ Tân Mỹ xem con xe nào luôn cả nhà. Thì anh trai vừa đến ha, con Shibura SD4000 AO này cũng vừa cập bến luôn, vừa về tới luôn. Đúng là quá hữu duyên luôn cả nhà. Thì anh trai ảnh mới hỏi anh Tư Mì cái con Shibura SD4000 AO này anh để lại giá bao nhiêu anh Tư ơi. Thì anh Tư Mì ảnh mới bảo rằng là con này anh bán lại là giá 120 triệu ha. Thì anh trai xem một vòng và mượn cái bình bỏ vô để cái é phát là lụm liền cả nhà. Máy nổ rất là ngon luôn. Anh trai mới kiểm tra hơi hám, không một hộp hơi thừa luôn cả nhà mình ơi. Và sau đó anh trai mới chạy một vòng test thử ha. Rồi bắt đầu anh trai xuống xe và nói với anh Tư Mì là chốt ngay con xe y như ý em luôn anh Tư Mì ơi, em quyết định chốt con này. Rồi anh trai tự thuê xe trở về luôn cả nhà mình ha. Và đại diện nông cơ Tư Mì, em xin cảm ơn anh trai có tên là Nhật Phương ha, ở Thường Tân, Bắc Tân Quyên, Bình Dương ha. Xin cảm ơn anh trai rất nhiều, cảm ơn anh trai đã chốt với con xe Shibura SD4000 AO ha. Và xin chúc anh trai về dùng lâu dùng bền ha anh trai ơi. Thì như vậy là cái con xe cũng đang được anh tài xế xe chạy lên xe tải ha, bò lên xe tải. Nói chung là em nó mới vừa về luôn, chưa kịp rửa ráy, chưa kịp, nói chung là kỳ cọ, tóm lại là chưa kịp mần gì hết là em nó đã được anh trai Nhật Phương chốt rồi ha cả nhà mình ha. Thì một lần nữa đại diện nông cơ Tân Mì, em xin cảm ơn anh trai Nhật Phương ở Thường Tân, Bắc Tân Quyên, Bình Dương ha. Cảm ơn anh trai rất là nhiều và xin chúc anh trai về dù lông dù bền ha, cũng như là chúc anh trai làm ăn phát tài phát đạt ha anh trai ơi. Thì cuối clip em có dừng lại một số hình ảnh cho cả nhà mình xem tham khảo, em nói cho vui ha. Shibura SD4000 AO hay cả nhà mình ha. Em nói chung là riêng đét luôn, riêng từ A đến Á luôn. Mới vừa xuống xe là đã bị chốt liền cả nhà mình ơi. Dạ cuối clip em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ hơn cả nhà mình ơi.